chúng ta cũng có nhiều kiểu tạo hình lắm. Và xin phép ạ, anh chú ý nhá, khi nào mà em đứng đây, mình đứng đây, nhà mình chủ lên ạ, chủ lên ạ, đúng rồi, cái hàng này. Rồi, tiếp tục, không hàng này, ngồi xuống hàng này. Rồi, lại nhá, chúng ta sẽ đi từ từ, từ từ để chúng ta có thể nhìn thấy cảnh đẹp, tiếp tục ạ. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà.